Simmy đâu rồi? Ra đây với bà nè. Giờ sao ta? Bà nội không cần nhất định sẽ bắt mình đi mất. Giờ sao đây? Này thì bà nội không cần nè. Ủa? Không phải hả? Xin làm gì vậy? Xin đánh cây vậy? Ủa? Cây hả? Xin làm gì mà xin đánh cây vậy? Đau quá trời ơi. Thôi núp đi, núp đi, núp đi. Trời ơi, đừng có nói nhiều nữa. Nhìn gì vậy? Trời, núp đi, núp đi. Thôi núp đi, núp đi, núp đi, núp đi. Bà không cần kìa. Ông thấy gì không? Bà nội Phong Cận á, im lặng nha. Các bạn ơi, hiện tại mình đang bị bà nội Phong Cận bắt cóc. Các bạn đừng quên giúp cho video của Sim được 5.000 like để giúp Sim thoát khỏi bà nội Phong Cận nha. Bà Cận có 3 giây việc này. 3, 2, 1, thank you, cảm ơn quý rất là nhiều. Giờ đi được chưa? Ôi, chắc đi được rồi, bà nội Phong Cận đi rồi. Rồi đi rồi. Nói cái gì vậy trời, ông làm gì? Ê, ông bớt chọc tôi đi nha. Gì? Đây là đâu vậy? Ôi chết rồi. Cái ơi, dậy. Ai kêu gì? Trời ơi, người ta đang ngủ mà ai kêu gì vậy hả? Trời ơi, phiền quá đi. Nè, bây giờ mình bị bà ngoại Phong Cận bắt cóc vô đây rồi nè. Trời ơi, còn ngủ nữa. Bà ngoại Phong Cận? Trời ơi, tính ra tôi quên mất hồi nãy là chúng ta bị bà ngoại Phong Cận bắt luôn á. Trời ơi, ai biểu ông nói, ông nói to chứ để bà ngoại nghe xong bây giờ hai người bắt cóc vô đây nè. Ôi vậy giờ sao? Thôi bây giờ mình đỡ nhà bà ngoại luôn đi Sim ơi, chứ giờ mình đâu có trốn thoát được đâu. Cái gì tào lao giờ? Bây giờ Sim với Kai phải thoát khỏi nhà của bà ngoại Phong Cận. Nếu không bà ngoại sẽ ăn thịt ông đó. Trời ơi. Thôi bây giờ được bà ngoại ăn thịt luôn hả? Trời ơi thật là hân hạnh quá đi. Yeah. Chứ trời ơi, riêng ai chứ bà ngoại Phong Cận không được. Bây giờ là ơi, ở đây có cái nút nè. À, tôi biết rồi. Bây giờ phải kết hợp hai người mình mới thoát khỏi được gọi là cái nhà tù của bà Phong Cận được không? Ra là vậy. Thôi bây giờ xin bấm vô cái nút này để Kai qua đó trước đi. Đây xin bấm vô. Rồi, ok. Rồi. Rồi, ok. Tôi đi trước đây, tôi bỏ bà luôn. Trời ơi, bây giờ ông phải ấn cái nút nữa. Không là bây giờ cái này không biết được một người đâu, thấy không? Bỏ bây giờ giỡn, ông ấn. Trời, người ta nói giỡn. Thôi, ông ấn. Trời ơi, chứ làm gì vậy? Cái ớt thì xin qua. Ôi, cái bị chịu xin chứ. Đó, ok. Rồi, ok, cho xin qua luôn nè. Rồi, đó, rồi bây giờ xin ấn nè. Đó, bây giờ cái nhà tù của cái bà nội Phong Cận này phải gọi là gì ta? Phải chơi hai người mới được nha, chơi một người không được đâu. Đó, bây giờ tiếp theo. Trời ơi. Thôi được rồi, đây để cái ấn cho đó, cái ấn cho xin nhảy nè. Rồi, đó, xin nhảy nè. Trời ơi. Ê, lỡ tay, ấy da, lỡ tay, cái lỡ tay, lỡ tay. Đúng không? Trên Việt Nam đúng không hả? Có rồi, đâu, nó có cần game gì đâu, lỡ tay rồi, chỉ là lỡ nữa mà. Thì em cũng vậy. Đây, ok, rồi, ấn cái nút. Đấy, ok, qua đây. Rồi, qua đây. Quá dễ. Đó, quá ơi. Dễ rồi, qua thì luôn. Mình không hiểu sao ai bắt cóc tụi cũng được, tại sao vậy là nhất định là bà nội Phong. Ôi, bà nội Phong Cận kìa. Bà thấy bà đời, rồi, giờ sao? Chạy qua tôi chứ sao được. Chạy. Ê, trời bà nội Phong Cận còn chạy nước mũi. À, trời ơi. Trời ơi, bà bắt trời, tôi rồi, trời ơi. Chạy ơi. Bà Phong Cận ơi, đừng có đuổi con bà ơi. Chất màu xanh này là gì hả? Mấy cái chất màu xanh này như kiểu axit của bà ngoại á. Trời ơi. Nước mũi của bà nội Phong Cận đó. Nước mũi hả? Ghê vậy. Lấy được chưa rồi. Bà nội Phong Cận ơi, đừng đuổi tụi con nữa. Bà nội Phong Cận ơi, trời ơi. Ủa sao lúc là bà nội mà lúc là bà ngoại là sao kỳ vậy? Bà nội, trời ơi, bà nội Phong Cận à. Con đi đây, điêu. Điêu, trời ơi, bà không ký được nữa bà luôn. Bà tức kìa, trời ơi, ủa cái gì đây? À, ấn cái nút là chạy qua, cái thả ra. Đây, đó, để Sim nhảy lên, đó. Rồi, ok. Vậy là phải gọi là có cái sự kết hợp mới đi được á nha. Wow. Đúng rồi, cái này phải có kết hợp mà, đứng yên, đứng yên. Đó, Sim, tính ra là Kai đi đúng cái màu đỏ, còn Sim đi đúng cái màu xanh luôn kìa, trùng hợp ghê. Đúng rồi. Rồi, bây giờ tới Sim nè, đây. Cái gì em đợi, em định chôn. Vết chôn Việt Nam là nha. Tại Kai muốn đi nhanh. Ông phải để tôi nhảy lên chứ. Đó, rồi Sim qua nè, rồi tới Kai. Rồi nhảy lên. Rồi qua cái chỗ Mr. Dịch. Cái này là Mr. Dịch với Camu nè. Cái này đúng luôn á. Sim Kai vịt mui. Trời ơi, trùng hợp gì ta. Trời ơi, đúng là bà nội Phong Cận ước hết. Trời ơi, bà nội hơi bị gian xảo nha. Rồi nhảy xuống. Rồi
Trời, cái gì bốn màu luôn này Kai ơi, xuống xuống. Ủa đâu đây, rồi? Đây, Kai xuống liền, xuống liền, xuống liền, xuống liền. Rồi, xuống xuống. Đây đây rồi. Kai trước đi, Kai trước đi rồi, màu xanh. Để xem. Rồi màu vàng kìa, màu vàng. Vàng. Vậy đúng không? Rồi ok, đó. Ừ, như là trong đây là nó thích màu của Hero Team hay sao á. Ờ, đúng rồi, tụi Hero Team rồi màu xanh lá cây, chị cam mui. Rồi. Cây gòn. Đó. Rồi, màu đỏ. Rồi, rồi ok, đó, rồi cây đọc đi, xin. Rồi màu xanh dương nha. Rồi sau đó là màu vàng nha quý vị, màu vàng. Vàng đúng không? Ok, vàng. Đó. Ok, rồi có. Rồi có bạn đem con cắp náp lên đây chơi luôn nè. Trời ơi. Rồi xanh lá nha. Ôi có người ứng xanh lá phụ cây luôn. Rồi okay, màu đỏ. Ôi cây ơi, có bạn đem con cắp náp đi chơi luôn nè. Trời ơi. Ủa cái gì vậy? Ghê vậy. Bạn đem con cắp náp đi chơi luôn. Rồi bây giờ tiếp nè. À, màu xanh dương này, xanh dương này. Đó, ok. Rồi màu vàng. Rồi. Ok, xanh. À! Trời ơi, trốn quá. Má, trốn. Rồi, lại nè, màu đỏ cái màu đỏ. Đó. Đó không? Rồi. Rồi, ok. Rồi. Ê, xin đi gọi mà đánh. À, được hả? Lộn. Rồi. Đây, màu xanh xanh. Trốn quá rồi xanh dương nè. Vàng kìa, vàng. Đen nè. Rồi, vàng. Rồi. Xanh lá nè. Xanh lá nè. Rồi. Cây đen. Màu đỏ nha cây nhà mình ơi. Rồi. Rồi, bây giờ cây màu gì cái nói đi. Đó. Rồi, xanh dương nha. Xanh dương. Rồi, màu vàng. Vàng đúng không? Vàng. Ok. Rồi, sau đó xanh lá nè. Xanh lá. Rồi, ok. Màu đỏ. Đó. Đỏ đúng không? Đỏ. Trời ơi, cái sự kết hợp ăn ý dễ sợ luôn á. Trời. Rồi, ok. Trời, tự nhiên. Ồ, hello Sam. Đó. Em bị bà đội phong cực bắt cóc dưới đây. Ủa, bà đội phong cực đấy hả? Ừ, trời sợ lắm. Trời. Bắt nhiều người vậy? Trời. Bắt luôn hả? Trời, đó, bắt cay ấn cái nút vô. Trời, ủa mà sao chị vô chỗ này hay vậy? Trời. Chị vô chị xem thôi, làm sao tí chị trốn ra, chị sợ lắm. À, vậy hả? Em nhảy lên liền đi xem, chị nhảy lên liền đây, đúng rồi. Rồi, ok thôi, bây giờ em đi đây, ok. Rồi tới cay, ủa cay là màu vàng đúng không? Màu vàng đúng rồi, màu vàng. Rồi, lên, rồi cay lên chưa? Rồi, lên rồi, màu đỏ nè. À, chưa. Chá, ông đợi, thả ra, ok, rồi, lên. Đó. Đó, đi lên. Trời, tính là chơi cái này khó dễ sợ trời, nha. Trời này khó nha. Rồi cái màu xanh, xanh dương. Đó. Đó, xung qua đi. Rồi, ui cái này kết hợp lâu nha. Rồi, màu tím. Màu tím, đó. Đúng là bà nội phong cận có khác à, bắt tụi mình rồi, chơi. Rồi cho cái màu xanh dương đi. Cho cái rồi, màu xanh dương đi chị hai. Xanh dương rồi, cay bước qua đi. Ủa cái thấy gì ta, bà phong cận này lắc léo không? Trời, làm cái nhà tù gì mà phiền phức dễ sợ. Đúng rồi á, bà này à. Cái này mà ai mà bị vô một mình á là coi như là khỏi đi luôn á Sim. Hên mà cái Sim đi chung đó. May mà Sim với cay có nhau. May quá, may hồi nãy phong cận cái gì ta. À lộn, cay bị bắt cùng tụi. Ủa rồi màu gì mà cam đúng không? Đây, đúng rồi, cam. Màu cam nha. Rồi, qua. Màu đỏ, rồi sao tới màu đỏ nè. Đỏ, rồi qua màu đỏ nè. Rồi qua chưa? Rồi, qua xanh lá. Trời ơi, nhiều màu quá rồi, màu hồng. Đó. Rồi ok, xin lá này cho cay nè. Trời ơi, phức tạp quá, đau đầu quá. Rồi, màu hồng. Đó, qua. Rồi ok. Ủa, cái này là cái gì vậy? Rồi cái này là đi xuyên qua mà đúng không? À đi xuyên qua. Rồi vàng, đỏ. Rồi xanh dương. Rồi cay màu. Phức tạp dữ vậy trời. Màu gì, màu xanh gì? Lá nha, màu xanh lá là màu đầu tiên nha. Xanh lá. Rồi. Rồi vàng. Vàng. Đấy. Rồi đỏ. Đỏ. Xanh dương. Trời ơi cái trò này bạn nào mà gì ta chơi một mình là xác định là gì ta, gọi là gì ta, ở đây mày vĩnh viễn luôn các bạn. Đó. Đúng rồi, không có cách nào để qua được luôn các bạn ơi. Màu xanh lắm. Dương. Đó, trò này phải rủ bạn bè vô chơi nha. Đấy. Đúng, ok, đúng. Màu tím các ơi. Tím. Tím liệm tím xin. Rồi. Rồi, màu hồng. Đó, cay qua đây. Rồi qua. Trời rồi ơi. Xanh dương đi. Trời ơi, tôi mà gặp bà Phong Cộng nha, tôi quánh bà gọi là gì ta. Ờ gì ta? Ừ. Tôi quánh bà to đầu luôn. Bà sao mà bắt tôi vậy? Ôi. Ủa? Tôi xin cái ở ngoài này. Ủa? Tại sao chúng ta đây? Vậy chúng ta có ngoài bà, đây rồi. Bà nội kìa, bà nội kìa, bà nội kìa. Bà ngoại Phong Cộng. Chiu. Trời ơi, nội, bà nội nè. Bây giờ mình cần sự trợ giúp của các bạn. Bây giờ các bạn giúp cho video của Sim được 5 like để Sim chống lại gọi là bà nội Phong Cận nha. Và có 3 giây việc này. 3, 2, 1, kêu. Cảm ơn quý vị và nhiều tuần bây giờ. Băng qua đi Sim ơi, băng qua đi. Tôi Sim bắn chặt phải dây cai, chết rồi. Bà nội Phong Cận bự quá. Bum 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 bum. Bum bum bum. Bà đừng tự bắn không. Bà, Biu. Đây, bùm. Trời ơi, bà, trời ơi, cay sao bà Phong Cận mạnh dữ vậy? Bà ăn chưa?
ghê lắm. Chỗ trời ơi, chưa bắn có xong nữa hả? Sao sim non vậy? Trời ơi, sim non quá các bạn ơi. Piu, 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 piu. Trời ơi, bà Phong Cận mập quá. Trời ơi, bà Phong Cận rồi là ăn dữ quá. Sim bắn hoài không có gì ta, không có tòi được. Đây ơi, trời bà còn chảy nước mũi đó. Ui, chú, bà có thả con ra không? Không là con bắn bà là gì ta? Bà bay mất cái tóc của bà luôn đó. Bùm bùm, bà Phong Cận nè. Bắn vào đây, cố lên, cố lên Sim ơi. Cái thì cổ vũ cho Sim chứ đúng không? Cố lên, cố lên Sim ơi, Sim sẽ làm được. Và ta sẽ tiêu diệt bà Phong Cận. Piu 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 piu. Yeah. Ui, bà chui dưới đất luôn. Ủa gì kì vậy? Rồi. Ôi, có bà chui dưới đất luôn rồi, trời ơi. Yeah. Chúng ta đã thoát khỏi bà như ta. Bà nội Phong Cận rồi các bạn ơi. Yeah. Trời ơi, thiệt tình á. Ôi, lần sau không dám qua nhà bà Phong Cận. Cho được qua nhà bà Phong Cận là bà bắt tôi đó mọi người. Trời đất ơi. Ok bạn, mình và Kara đã thành công thoát khỏi bà nội Phong Cận. Yeah. Và như các bạn đã biết thì chị gái và mình cũng đã từng thoát khỏi bà ngoại Granny đó nha. Vào đây. Đấy chính là video. Các bạn xem tiếp cùng Sim nha. Ủa Sim, hai tụi mình đi đâu vậy? Hả? Hôm nay hai tụi mình sẽ đi thăm bà ngoại. Đây, trời đất ơi. Em nghe bảo là bà ngoại rất là nhớ tụi mình nên hôm nay em dẫn chị tới đây nè. Đó. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Hiện tại, shop hero đang mặc áo khoác Simi xanh lè lè, ngầu nói Sammy hồng hồng, cô tê. Được bán tại shophero.vn với giá 299k. Nhưng hiện tại đang giảm giá tại Shopee còn 250k nha các bạn. Nhanh tay sang nha để sở hữu bộ áo Sim Sam siêu cô tê này nha. Khi hai chị em Sim Sam đi thăm bà. Sim ơi, em nghe bà ngoại mình không vậy? Em, các bạn à, chắc là tụi mình nghĩ tụi mình lộn nhà tiếp rồi đi. Không phải nhà của bà ngoại của tụi mình nha. Trời ơi, sao cái hành trình mà hai chị em mình kiếm bà ngoại thật của tụi mình khó quá các bạn ơi. Trời đất ơi. Đó là mẹ của bà ngoại Rani trước quá bạn. Nhìn dữ hơn bà kia đó kìa, coi kìa. Trời ơi, dữ quá. Ok, Sam ơi, thoát khỏi đây tôi lại lộn nhà nữa. Hai chị em khổ quá. Mà đặc tính của bà ngoại này cũng thích ăn bánh quy với bạn. Đó, đẩy cái bánh ra. Đẩy bánh ra. Rồi, đi vô. Trời ơi, bà ơi, tụi con vô lộn nhà nên bà cho tụi con ra nha. Bà đừng có bắt tụi con vô đây nha. Tụi con cũng nhớ già lắm. Ôi, Sam ơi, Sam ơi. Chị nghĩ bà này chắc là chữ hơn bà kia. Trời ơi, Sam ơi, cái gai dài gần 2 mét luôn á trời. Xuống cái là lủng đầu luôn á. Sợ quá à. Em nghĩ bà này ghi bà trước á. Mày làm... À, sao chị? Chị đẩy em xuống. Chị không đẩy đâu ta. Thôi, bây giờ thôi chúng ta phải cẩn thận hơn. Cái này chắc là chỉ là do cái bẫy đã nguy hiểm quá thôi chứ chị không đẩy đâu. Đúng rồi, cái bẫy này còn nguy hiểm hơn cái bẫy trước nữa bạn. Rồi đấy. Trời ơi, bà dữ quá. Ok. Rồi cẩn thận. Ok. Rồi. Trời, mình thấy cái nhà của bà này đẹp nha. Em thấy đẹp á. Đẹp nhưng mà cũng khó hơn nha. Ôi, bà kìa. Cẩn thận. Bà đang ngủ. Bà dậy rồi. Trời ơi, chạy. Xong rồi bà ơi, bà đừng có bắt tụi con. Bà ơi, tụi con không làm gì hết trơn. Không làm gì hết trơn, bà ơi. Bà bắt tụi con bà ăn cái gì, trời ơi. Ôi, bà ơi. Bị đứa nhóc mày dám vào nhà của bà sao? Ta bắt hết, đứng lại. Ôi, một cái nút. Ui, bấm giờ. Bà ơi, đừng có bắt tôi. Bà sát em luôn. Trời ơi, bà đút bánh quy mình đang luôn. Ui, trời ơi, bà đang đuổi mình kìa. Bà ơi, đừng đuổi cháu. Chạy. Bà ơi, bà, trời ơi, con vô lộn nhà mà. Trời ơi, bà ơi. Ui, trời. Hôi. Hôi. Thấy gì chưa, bà tức đỏ cái mặt luôn. Mặt như trái cà chua luôn. Mấy đứa nhóc này. Đợi đó, ta nhất định sẽ bắt các người lại. Sam ơi, hình như là mình lỡ chọc bả thiệt á. Không biết tí là bà làm khó dễ mà ông ta. Thôi, bây giờ hai chị em mình phải thoát khỏi đây ngay lập tức thôi các bạn. Chạy. Trời ơi, sao mình thấy gọi là bà hai bà ngoại này đều thích bánh quy vậy. Đừng nói là bà ngoại sẽ biến tụi mình thành bánh quy nha. Em không muốn biến thành bánh quy đâu. Okay. Thôi, bây giờ mình phải cố gắng thoát khỏi chỗ này. Chứ bây giờ mình sợ thế nào bà cũng biến bánh quy cho mà xem. Ai da, em quên mất ở trên có laser, em không có nhìn. Laser. Sợ quá. Ui, ok, lên đây. Trời ơi, mình thấy cái chỗ này nó hiện đại hơn nè.
Trời ơi, cái gì đây? Rồi là rồi có chắc là vượt qua được đây. Ui, ok. Gì mà có hệ thống đây đó vậy? Ui, cẩn thận Sam ơi, cẩn thận. Khó lắm luôn các bạn ơi. Trời ơi, đâu khó lắm nha. Đó, cố lên Sam ơi, cố lên. Rồi, ok. Khoan, em thấy là mình có cái vết nứt nè. Con ván nó nứt. Em không biết rồi, đem dậy thử coi. Trời ơi, nó làm đôi luôn. Đôi mối sầu, em muốn tay cách đôi nối sầu. Ok, chị qua đi. Nè. Ok, rồi, qua đây. Đỉnh luôn. Trời ơi, rồi. Ok. Thôi, trời ơi, cái thằng bự dữ vậy. Này, nhà bà ngoại nó hơi bị khó luôn á, nên chị nghĩ chắc là phải nhờ giúp sức của mấy bạn fan giúp mình để vượt qua khỏi chỗ này bằng cách nào nhỉ? À, em có cách. Các bạn ơi, để giúp cho hai chị em Sim Sam vượt qua khỏi nhà bà ngoại độc ác thì các bạn cũng đừng quên một nút đăng ký, nút like nha. Và các bạn có 3 giây làm việc này. 3 2 1 Thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn vì hai chị em mình có sức lực rồi. Cảm ơn các bạn nha. Cái này là bà chung bà ngoại. Trời ơi cái hang này nó gì đó, nó nghệ thuật dữ ta. Trời ơi, cái bà thì nghệ thuật lắm rồi nha. Đây. Ôi. Đâu gì vậy? Đua. Rồi xong bây giờ đua xe với bà ngoại luôn. Bà ngoại trước là không cho đua xe, bà ngoại đua xe cùng luôn mà. Ok, con sẽ thắng bà. Đua xe bà ngoại hả? Trời ơi, bà gạt tay chị Sim ơi. Trời ơi, bà này chơi ác quá. Trời ơi, con thì không gì ta không thua bà đâu. Trời ơi, con vỡ đây bà là bà biết con hình bánh quy thì sao? Đấy. Bà ơi, con cũng rất thương bà nhưng bà đừng biết con là bánh quy nha. Ok. Trời. Bà ơi, bà. Ui, ok. Đấy. Lái xe bướn. Đấy. Rồi, bà đâu rồi? Ôi, bà không đuổi theo mình được rồi. Mình quá là giỏi luôn. Rồi, bướm. Em thắng rồi, bà ngoại thua rồi. Trời ơi, bà ngoại tức quá bạn. Bà ngoại bay màu rồi. Ủa, Sam rồi, mình không thấy Sam các bạn ơi. Chị đâu rồi? Chị đang tới nha. Tầm tiếng nữa. Chị mới rớt. Bà ngoại chơi ác với bạn, bà ngoại gạt chân giống mình. Trời ơi, mình té lắm cửa luôn. Có nè. Mẹ bà ngoại chơi ăn gian, chị bà ngoại lớn mà chơi ăn gian luôn nít. Trời ơi, kỳ quá à. Trời ơi, bà ngoại gạt giò Sam các bạn ơi. Đấy. Thôi, đi xe mà gạt giò dễ sợ, ác không? Bà này là hơn bà kia rất 10 lần. Ui, gì đây vậy? Trời ơi, có chừng rớt hả? Wow, em bị trượt xuống. Trời ơi, em bị liệt vô đây luôn. Trời ơi, đau quá. Ai da, trời ơi, đau. Bạn nào mà có vấn đề về sọ là tới đây là mấy bạn tỉnh liền. Bây giờ đang khờ cái quăng là tỉnh liền. Đúng rồi, đáng sợ lắm. Rồi, ok. Hey. Ok, trời ơi, đáng sợ quá. Trời ơi, cẩn thận. Ui, cẩn thận. Ui. em lớn nữa rồi. A, ai da. Ôi da. Ai da. Hơi. Ngày chắc khoái bảy lắm nè, thấy bảy hoài luôn á. Cái bảy nào bình thường hết trơn các bạn. Đây, ok. Ui, nhảy. Chị nói thật luôn, ai mà thăm bà này xong một đi không trở về luôn á. Mệt các bạn quá. Ơi, sao mà tới nhà của bà? Bà ngoại là bro ha, bà ngoại bro mắt không? Bà ngoại là chắc 3 cam. Hình như vậy các bạn ơi, dữ quá. Ôi, nhìn lên quá. Ui, gì nữa? Trời ơi, nữa. À, cái này là bay lên, nhảy lên. À, bắt cua. Trời ơi, dữ quá. Trời ơi, gì vậy? Trời ơi, bắt cua siêu cấp các bạn ơi. Đấy, ok, cẩn thận ra. Đấy. Thôi ok, em tới rồi. Đấy. Đây. Chịu tới. Rồi ok. Rồi, gì nữa? Trời ơi. Ra đá banh bà ngoại á. Còn đá banh cái gì? Thì có ơi, mê cung. Sao không phải đá banh bà ngoại mà đi rượt đuổi bà ngoại?
sao bà ngoại bà lớn tuổi bà hỏi mà khói đi được đuổi vậy ta? Ai mà biết được. Trời em không biết nữa. Trời ơi. Bà khói quá bạc, bà khói bà trời xong rồi xong rồi. À, mà nhét bánh vô mồm kìa, mà đút bánh vô mồm kìa. Trời ơi, bà ơi, bà lớn tuổi rồi sao bà thích đuổi tụi con vậy? Trời ơi. Mà thấy là bà trước bà làm đá banh, đá banh đó. Nghĩ là trước bà này là cầu thủ đá banh rồi, người thích đuổi tụi mình lắm. Trời ơi, tụi con không thích đá banh ngoại ơi. Trời ơi. Chân bà là phải cỡ Ronaldo hay Messi. Messi đó hiểu không? Đúng rồi. Trời ơi. Bà giờ ôi cân gà, cân gà. Rất cân. Bùm. Rồi chạy tiếp rồi, bà đuổi nhanh quá bạn ơi. Trời ơi, đây là cầu thủ nằm ừ, đá này bà. Trời ơi. Ui. Hết đuổi rồi, bỏ hết đuổi rồi. Thôi chắc chưa. Ui, hết đuổi mình thật kìa. Ui, hên quá. Nóng quá, xuống tắm cho mát các bạn ơi, không ngã các bạn. Trời ơi, ơi trời. Cái nhà bà này nó không nhận là từ với hầm xong bây giờ đến thiên nhiên luôn. Bà chơi bố này bông bên hả? Trời ơi, mà đúng biết là bà nhà bà là như thế nào nhưng mà thấy là mình thấy bà giàu lắm nha. Nhà từ bình thường là qua công viên luôn, công viên nước này là gì ta, đùm sen nước mọi người. Đấy, ok ok. Sao vậy? Dạ. Bà không hiểu luôn á. Đi chơi đùm sen nước vô nhà bà ngoại là chơi đầy đủ trời. Ôi, đi đây. Bánh quy siêu to khổng lồ, chẳng lẽ đây chính là nơi giúp cho mình thoát ra sao? Ăn cắp bánh quy khổng lồ. Ui, gì vậy? Ui, cái gì cho cái súng vậy? Ui, rồi xong rồi bắn bà ngoại nè, bắn đó, bắn nè. Ui, bắn cái hàm răng giả của bà gì? Sợ quá bạn ơi. Em phải nhìn bốn okay. Hướng hiểu không? Rồi bốn hướng nữa, bốn hướng nữa. Bà ngoài là bro mắt hiểu không? Ui, bà ngoài kia. Ui, bà ơi, đừng có bắn con rồi, đừng ăn thịt tụi con và tụi con về những người là cô gái tội nghiệp tôi. Bum. Trời ơi. Lần trước là bà đi nè, bà cho tụi con ăn bánh, thì bà cho tụi con rồi lấy gì ta? Ăn răng, trời ơi, ăn răng hối cải quá. Bum. Đấy. Ui, chung. Bum. Ok. Trời ơi. Sao tự nhiên hết rạn ngang vậy? Hết răng bị cung cấp à? Trời ơi, bà đi mạnh quá bạn ơi. Ơi, trời ơi. Ơi, bà ơi, bà Tết rồi con vậy, coi ăn Tết bà ơi. Trời ơi, bà ơi, ai là bà thật vậy? Bà đâu có thấy cục giả hết trơn á. Ôi, bà chung nè. Bà chung, ôi, trời ơi, bà chung ơi. Bà, răng bà cục giả, huống hồ gì bà. Ôi, ok. Ôi, được chưa? Yeah! Em xong rồi. Trời ơi, mừng quá bạn ơi. Ôi, trời, giấu cái súng, tắt cái súng đi, Mệt quá. Ủa gì nữa? Ủa còn cái xe chắc là về nhà đúng không? À, cái xe này là dẫn tụi mình về nhà các bạn ơi. Trời ơi. Chở thêm nhà bà ngoại là chắc chết á. Trời ơi. Không sức đi đâu. Rồi đua xe về nhà. Vinh. Rồi. Mình nghĩ là hai chị em mình tới giờ là đua xe về nhà các bạn ơi, chứ không có sức nào mà có thể chiến đấu bà ngoại nữa. Trời. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Thì thấy chị sao chị thấy em trên vậy? Ờ em thấy ôi thấy em kìa, ủa gì vậy gì vậy à, là mình chiến thắng rồi các bạn. Ok các bạn, hiện tại Simisao đã thoát khỏi là bà ngoại giả mạo độc ác rồi các bạn. Trời ơi thiệt tình á. Ôi nhưng mà bây giờ hiện tại hai chị em mình vẫn chưa kiếm được bà ngoại của tụi mình. Buồn quá à. Nhưng không sao, nhất định tụi mình sẽ kiếm được bà ngoại mà. Mình nhớ hồi trước nhà bà ngoại đâu như thế này đâu các bạn. Nhưng mà thôi chắc là bà ngoại mới đổi style nhà. Ok đi thôi nè. À, mở cửa nè. Bà ngoại ơi, cháu hai tụi cháu tới ra bà ngoại. Chắc bà ngoại chán là bà ngoại sẽ nhớ hai tụi mình lắm luôn á. Tại vì lâu rồi tụi mình chưa thăm bà ngoại. Chứ sao nữa bà ngoại ơi. Bà ngoại đâu rồi ta? Tính ra nãy giờ mình gọi ngoại quá trời mà ngoại không có ở đây. Ok mình coi. Sam. Trời đất ơi, bà ngoại biết là tụi mình về nên bà đã chuẩn bị bánh quy với tụi mình nè. Trời ơi, bà ngoại tốt quá. À. Chị hơi bị thích ăn luôn á. Ok lấy nè. Ấy, bánh quy. Ui, bà ngoại. Ui, bà ơi, bà ơi, cháu chị lấy bánh đó mà. Ui, bà đừng đuổi cháu. Cái gì kỳ vậy? Mày bánh bà cho mình hả? Hay là bà đánh mình vì mình ăn bánh? Ui, em không biết nữa. Ui, giờ sao giờ? Hãy tìm chìa khóa và trốn trên mái gác. Ui, ở đây. Ui, ở đây không có chìa khóa. Nhảy xuống. No. Em bị bà ngoại giả rồi. Ui, gì kỳ vậy? Ê, mình từ nhìn bà ngoại này nhìn lạ luôn. Hình như không phải bà ngoại mình. Các bạn ơi, khoan, đây không phải bà ngoại của mình. Ủa, bà là ai vậy? Bà ngoại của tụi tôi đâu? Bây giờ mình mới sẵn đi kiếm chìa khóa. Chìa khóa nằm ở đâu ta? À, chìa khóa kìa các bạn ơi. Đây, mình sẽ lấy.
Ôi, chìa khóa nè. Ôi, ôi, chìa khóa ơi. Chạy thôi, chạy thôi. Trời, cái bà này, bà lái hả? Bà ngoại của tụi tôi đâu? Rồi sao ơi, chạy thôi, chạy thôi. Bà này là đang giả dạng bà ngoại của mình, thì như bắt cóc tụi mình hay sao á? Hả? Cái gì? Bà này dám giả ngoại rồi lấy người thân của tụi mình sao? Ôi, chạy. Tụi tôi sẽ không để bà bắt tụi tôi đâu. Mở cửa. Hây, rồi, đi vô sao ơi. Ôi, bà ta kìa. Ok, bây giờ mình phải chạy thôi. Sam ơi, chị đâu rồi? Em lạc chị rồi. Ủa, em lên trên nóc nhà chưa? Lên trên nóc nhà cho chị ngang cái chỗ này rồi nè. Trời ơi, em bị bẫy của bà gọi là giam cầm rồi, đợi em chút. Ôi trời, chết rồi các bạn ơi. Em rớt ngoài luôn á. Em đây, rớt. Chị chơi này nè. Ok, để em dậy qua. Ui, đâu chị đâu. À, em thấy rồi. Sam ơi, chết rồi. Mình gọi là bị bà ngoại giả mạo, gọi là gì ta bắt cóc bà thật của mình rồi. Trời ơi, buồn quá. À, đúng rồi, khoan. Từ. À, các bạn ơi, để giúp cho Sim Sam tìm lại bà ngoại của mình thì các bạn cũng đừng quên bấm nút like và nút đăng ký cho vòng 3 giây nha. Và các bạn còn 3 giây làm việc này. 3, 2, 1. Thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ hai chị em mình sẽ đi kiếm bà ngoại của tụi mình đây. Thôi, đi thôi Sam ơi. Ôi, trời ơi, đây có cái kính vỡ này. Mà khoan sao mà chị có để ý không? Nhà của cái bà này nhiều bẫy quá. Chắc chắn bà này đã bắt rất nhiều người trẻ con giống như mình luôn á. Đúng rồi. Ê, trời ơi, thiệt tình á. Hai đứa tôi rất là thông minh nên là tôi sẽ không để bà bắt cóc đâu. Đồ giả mạo. Đấy, ok. Để nào nhà bà ngoại mà văn bẫy được. Đúng không mấy bạn? Đúng rồi. Ok. Rồi, được rồi. Ui, hình như đây chỗ thoát ra nè, chạy xuống. Ui, có phải không ta? Em không thấy gì trơn đó thôi à. Ui, bà giả ba ngoại giả mạo kìa. Ui, chạy. Ui, có gì đó. Ui, xuống. Ui. Ôi, cái đầu tôi. Ủa, sao mà gọi xuống đây hay vậy? Trời ơi, xuống đây luôn rồi, mà bắt mình luôn hả? Ôi, cái hang động gì đây? Trời ơi. Ui, cẩn thận nha Sam, cẩn thận nha. Đây, để xem coi. Trời ơi, tôi nghi là đây ngoài bà ngoại rồi các bạn. Đây là chỉ là bà ngoại hành tinh mọi người, chứ không có bà ngoại đâu mà có cái gì. Không, cái này là bà Rani rồi. Đúng rồi, bà Rani rồi. Trời ơi, bà gì mà có cái nhà mà có gì đó, có mấy cái nhà tù kinh khủng như thế này. Trời ơi, chắc chắn không phải là bà ngoại rồi, bà Granny chắc luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên đúng không? Ô, đi lên nè. Trời ơi, sao cái chỗ này nó kinh khủng dữ ta. Ok. Không biết tí nữa sẽ gặp cái gì đây. Sợ quá các bạn ơi. Trời ơi, ok. Bà ơi, bà ở đâu rồi? Tụi con xin Sam cháu của bà tới kiếm bà nè. Trời ơi, cái này là cái lâu đài các bạn ơi. Trời ơi. Ê, vậy là con yêu quái kêu bắt bà mà xong rồi cổng bà mình lên đây luôn hả? Cực ha. Cực thật á. Trời ơi, đúng là bà gì ta, bà Granny yêu tinh các bạn. Trời ơi, ghê quá các bạn ơi. Trời ơi, tôi mà vô đây là tôi xỉu luôn đó mấy bạn. Ok. Ui, cẩn thận nha. Trời, em thấy là trong này nhiều đầu lâu nè. Trời, vậy là có nhiều người đã không vượt qua cái nhà tù của bà Granny này. Trời ơi. Ôi, có mấy đứa nhóc kìa. Mấy đứa trẻ gì vậy? Mấy đứa trẻ tự nhiên bắt mình vô. Mấy cháu ơi, alo, mấy bé ơi, đừng bắt chị. Rồi sao mấy bé này bị mấy bà kia thôi miên chắc luôn các bạn ơi. Trời, bị thôi miên rồi. Bây giờ mình phải chạy. Ôi, ê, cô ta, leo lên. Sợ quá. Đây là cái giếng. Rồi, đây là cái cửa nè. Ok, rồi gì nữa? Rồi mở cửa đúng không? Mở cửa. Bà ơi, bà gửi cho cháu. Bà ta kìa. Chạy. No. Bà kìa, đừng có bắt tôi. Trời ơi, bắt ai cũng đừng bắt tôi. Trời ơi, bà ta cứ đuổi mình các bạn ơi. Ôi, chạy. Ui, bị mắc kẹt rồi, chị chạy được chưa? Ôi, đây, chị ơi, chạy. Ui, bà bị mắc kẹt rồi, bây giờ sao, Đây, mình phải đi ra hướng này để coi. Chắc chắn phải có một cái đường ui đây. Ô, có một cái cánh cửa bí mật các bạn ơi. Đây, cánh cửa bí mật. Chà, xuống. Ôi, bà đuổi theo mình kìa. Trời ơi, bà ta rớt rồi kìa các bạn ơi. Trời, nút quá rồi cũng có bạn rớt luôn. Rồi, ok. Đi, cẩn thận sao thôi. Đâu, bên này nào. Ủa, bên này đúng rồi. Nhảy qua, bắt cua.
Trời ơi, nói thật bạn là không biết bắt cua nha, vô đây cái rớt cái là quay lại gì lũng đầu luôn ấy bạn. Trời ơi, chấp phận ơi bạn ơi, tại đây cực khổ quá à, vậy nó muốn về nhà luôn á. Ủa sao nhảy đến đó vậy? Ui, ok ok, cẩn thận. Thôi. Đấy, ok cẩn thận. Trời ơi, trượt xuống, trời hai chị em tôi khổ quá, trời ơi. Vô thăm bà cái tự, vô thăm nhầm bà Granny, cũng là bà nhưng là bà Granny với bạn, trời ơi. Bây giờ phải thông báo phải về nhà nè. Rồi, thăm có tí má hỏi, thăm bà lâu vậy? Dạ con thăm bà, nhưng mà bà Granny, mẹ ơi. Đúng rồi, ui sao có ai cái xe vậy? Ủa, đua xe, ui. Đây là xe của bà Granny nè. Trời ơi, may quá, bà ngoại thật của mình cho mình cái xe mình thoát khỏi đây, con cảm ơn bà, trời ơi. Ok, ok. Cháu yêu bà lắm, thật bà trắng, trắng như mây nè. Ê, sao, sao, chỉ nghĩ là bà giống cái này đua xe. Trời ơi, bà mình cháy dữ vậy. Hồi bữa qua chị cũng thích bắt đầu, nên là bà chắc bà mua về sẵn, mới bà bắt đầu với cháu hả? Thôi chị ơi, trời ơi, bà mình nhìn vậy thôi chứ chiến lắm nha mấy bạn. Đúng trời ơi, có xe để đua rồi đó, ghê quá. Ok ok, xuống, dừng lại. Ok ok, rồi ok. Ui, rồi mở cửa. Rồi trời, cái nhà này gì mà rộng dữ vậy. Chị banh sát luôn kìa. Ôi, cẩn thận. Rồi, chạy qua đây, chạy qua đây. Trời ơi, tao nói. Cẩn thận. Chị banh sát nữa kìa, trời ơi. Quá luôn á. Thôi cẩn thận Sam ơi. Trời ơi, tôi nói cái nhà tù này kinh khủng vậy. Ok, chú vô đây. Đây là nhà tù luôn, đây là nhà của bà Randy thôi các bạn. Còn bà Randy mà làm tù đó chắc còn ghê gớm hơn nữa. Đúng rồi. Đây là nhà của bà thôi đó. Rồi, ok, rồi, gì đây? Gì đây, bazooka, có súng kìa. Ủa gì vậy, tôi xin có cái súng ở đây vậy? Súng trà sữa hả? Rồi sao? Ui, thích vậy? À, súng bánh quy. Ủa gì vậy? Ui. Tiêu diệt bà gọi. Ủa là sao vậy? Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? À bà kìa. Bà kìa. Ủa bà kìa. Bung. Trời ơi. Trời. Phải một bà mà mười hai bà. Cắt đôi luôn các bạn. Trời ơi. Bung. Để giúp cho Sim Sam tiêu diệt bà ngoại giả mạo này, các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký và like trong vòng 3 giây nha. 3, 2, 1, thank you cả mọi người. Còn bây giờ Sim tiêu diệt tiếp đây. Pew. Ủa, bum. Ok, đâu nữa. Đây, bà có đâu? Sim ơi. Em đang muốn tiêu diệt bà này nè, còn chị sao chị tiêu diệt được rồi hả? Ghê vậy? Trời ơi, sắp xong rồi, chị sắp rồi. Rồi. Ok. Đây, bum. Rồi. Bum. Giả mạo rồi các bạn. Rồi. Ui sao? Có cái nhà trên cây nè. Nhà trên cây. Có khi nào đây là nơi chữa gì hay là đây là nhà thật của bà ngoại mình không ta? Em cũng không biết rồi, để coi. Đâu. Ui. Ok, phòng chơi dành người chiến thắng. Ồ, bây giờ tụi mình nghĩ tụi mình sẽ không vào nhà bà nữa. Đi lộn hai mình nhà là quá đủ rồi. Là bốt mà mẹ có giao đi mà đi thăm nhà bà mình phải bật cái Google Map lên. Đúng rồi, chứ đi lạc hai nhà quá bạn ơi. Trời ơi, tụi mình cào lao quá. Cào lao quá bạn ơi. Ok bạn, chắc video của mình như này thôi. Thì các bạn tới nhớ nào, các bạn cũng đừng quên bật nút phía dưới cho Sim biết nha. Ok, còn bây giờ bye bye các bạn. Và chúc các bạn một ngày thật đẹp. Bye bye.